Thưa anh em nào đang xem clip này và đang có ý định muốn mua một chiếc Galaxy Note 9 thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn một chiếc Note 9 tốt nhất nha. Trên tay mình hiện tại đang là một chiếc Galaxy Note 9 của Hàn Quốc, và hiện tại máy cũ chủ yếu là của Hàn Quốc và Mỹ là chính thôi anh em nhé. Máy mới thì bây giờ nó khó mua lắm, máy mới bây giờ thì chính hãng nó cũng không còn nữa, và ở ngoài thì người ta bán máy mới anh em cũng nên rất là cẩn thận, bởi vì là máy mới có thể là máy làm lại, đóng hộp lại, nó là cái chuyện bình thường thôi. Nó là cái chuyện rất bình thường thôi, bởi vì cái hộp ở ngoài nó bán rất là nhiều luôn, và người ta có thể in email người ta giá lại bình thường. Nên tốt nhất là anh em cứ đi chọn một cái cũ vừa rẻ mà vừa đảm bảo. Thì hôm nay mình hướng dẫn anh em cách xem máy cũ nhá. Mình chỉ bán máy cũ thôi, chứ mình không còn Note 9 mới nữa. Và mình chỉ còn máy Hàn thôi, máy Mỹ thì mình cũng không còn. Máy Hàn thì hơn máy Mỹ như nào thì đơn giản thôi, máy Hàn thì chúng ta có thể dùng 2 SIM. Máy Mỹ thì lại dùng chip Qualcomm Snapdragon 845, chơi game lại tốt hơn máy Hàn. Nhưng chơi game tốt hơn ở cái mức rất là nhỏ thôi anh em nhá. Nhưng nhược điểm lại nóng hơn một chút. Anh em chơi game thì Note 9 của Hàn Quốc nó chơi cũng là thoải mái luôn rồi. Và Note 9 của Hàn Quốc nó lại giá nó chỉ cao hơn một chút xíu thôi. Bởi vì Hàn Quốc mà, Samsung nó Hàn Quốc mà bao giờ cũng rất là tốt, giống như anh em đi mua iPhone mà là của Mỹ đấy. Đấy thì bây giờ anh em xem nhá, mình sẽ hướng dẫn anh em cách xem máy Note 9 Hàn Quốc nhanh nhất và cực kỳ đơn giản thôi, chỉ mất có mấy phút là anh em có thể nhận biết chiếc máy anh em mua là chuẩn hay không. Anh em cùng xem nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn bạc cái vấn đề chúng ta sẽ xem được một chiếc máy khi đi mua hàng. Ở đây thì mình sẽ cũng có một cái hướng dẫn đơn giản để anh em cách thức để anh em mua online luôn. Mua online cũng có thể nhận biết được sản phẩm đó có tốt hay không trước khi là anh em nhận được hàng. Bởi vì hình thức bán hàng online bây giờ cũng rất là nhiều người bán rồi. Anh em ở xa, anh em ở những cái khu vực nông thôn, anh em rất là ngại lên những thành phố để anh em mua những cái chiếc máy cũ như thế này, bởi vì nó mất nhiều thời gian phải đi. Nhưng mà chúng ta có thể đặt hàng mà người ta ship đến, chúng ta kiểm tra máy và chúng ta có thể nhận máy và trả tiền sau. Bên mình cũng là hoàn toàn bán hàng online trên tất cả các vùng trên toàn quốc nhé. Thì cũng đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn đầu tiên cách thức để anh em mua online để anh em chọn được cái máy tốt nhất này. Thì hiện tại sản phẩm Galaxy Note 9 ấy, ngày trước hay bây giờ nó cũng đều rất là nhiều hàng nhái. Đi mua hàng online rất sợ phải hàng nhái, bởi vì cái sản phẩm máy chính hãng, máy chuẩn của Samsung thì giá của nó cũng phải rơi vào tầm khoảng bây giờ hiện tại mình đang bán là gần 10 triệu anh em nhé, chưa đến 10 triệu. Nhưng máy fake ấy, thì máy mới nhiều nơi nó bán là chỉ tầm 3 triệu thôi. Hoặc là bây giờ nó đối với bọn mình thì những cái máy đấy nó không có giá trị luôn. Mình không thèm nói giá của nó là bao nhiêu luôn. Thế nên anh em nhiều khi mua rất là lo ngại vấn đề dính vào máy fake. Nhưng đơn giản thôi, để xác định đơn vị đó có bán máy fake hay máy chuẩn thì anh em nên yêu cầu một cái như này. Anh em yêu cầu người ta chụp ảnh cho anh em xem cái máy đấy nó trước. Và khi yêu cầu chụp ảnh, anh em nên yêu cầu người ta chụp và ghi cái số điện thoại người ta vào bên cạnh, cái mẫu giấy nhỏ cái số điện thoại bên cạnh và chụp cái máy. Thì mình thấy gần như hoàn toàn những cái máy fake của Samsung Galaxy Note 9 ấy, nó đều có một cái đặc điểm như thế này. Nên khi anh em nhìn lại ảnh, anh em biết luôn. Anh em có thể nhìn thấy đây là một chiếc máy chuẩn không? Anh em có thể nhìn thấy cái màn hình của nó rất là đen không? Đấy, mình lau cho anh em xem nhé. Bởi vì là sản phẩm này là sử dụng màn hình cao cấp của Samsung Super AMOLED anh em nhé. Nên màn hình của nó hoặc là những sản phẩm cao cấp giống như iPhone ấy, màn hình của nó đều rất là đen. Đây là anh em này, anh em yêu cầu người ta chụp ảnh, anh em có thể nhìn những cái màn hình không? Những cái viền này và những cái màn hình bên trong nó rất là đen. Nhưng những chiếc máy fake ấy, nó đều sử dụng những màn hình công nghệ rẻ tiền, bởi vì giá của nó chỉ tầm khoảng quay đầu 3 triệu quay đầu thôi. Và anh em có thể nhìn thấy nhá, nó sẽ có những cái khung màu này, nó màu nó hơi bong bóng màu trắng. Chính vì thế mình sẽ tìm một cái ảnh ở trên mạng và mình sẽ cho anh em xem ở video này cho nó rõ nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy, yêu cầu người ta chụp một cái ảnh đi để một cái số điện thoại người ta ở đây xem xác nhận đây có đúng cái máy người ta muốn bán cho mình hay không. Mình có thể mua lẻ hoặc có thể là mua của những cái người ta cửa hàng, nhưng vẫn yêu cầu người ta chụp ảnh cho xem trước đi, xem có đúng hay không. Thì khi người ta chụp ảnh ấy, anh em có thể nhìn thấy không, một chiếc Galaxy Note 9 xịn, nó sẽ không có hề có một cái logo nào của Samsung ở trên này, hay không có hề có một cái ký tự của Samsung nào trên này, của cái nhà mạng phát hành nào trên này, hay là có bất cứ một cái logo của đơn vị nào khác ở trên màn hình nhá. Nó chỉ đen xì như này thôi và rất là đen. Nếu mà viền nó bóng bóng trắng thì thôi, chắc chắn là máy đấy không phải máy xịn đâu. Thế nên anh em rất là cẩn thận khi yêu cầu người ta chụp ảnh nhá. Nếu trong trường hợp người ta quảng cáo đó là sản phẩm Galaxy Note 9 của Singapore, Galaxy Note 9 của Hồng Kông hay là Galaxy Note 9 của Đài Loan thì đều là máy fake anh em nhé, chứ không làm gì có Singapore sản xuất được Note 9 đâu. Mà Note 9 này hầu như đều sản xuất tại Việt Nam chúng ta hoặc là Hàn Quốc và xuất ra thị trường Hàn Quốc. Chúng ta có thể hỏi, ví dụ như mình hỏi nhá, Galaxy Note 9 của anh là phiên bản ở nước nào, thì mình có thể nói là đây là sản phẩm của Samsung được bán ra tại Hàn Quốc,
chứ không phải là sản phẩm của, chứ nếu mà nói là sản phẩm của Singapore thì không phải đâu nha. Chắc chắn một điều đó là máy fake và sản xuất tại Trung Quốc hết, sản xuất với công nghệ rất là rẻ tiền thôi. Thì đấy là cách thức anh em mua hàng online, nếu cửa hàng người ta chụp ảnh anh em xem được sơ sơ như thế là anh em có khẳng định. Nhưng khi anh em nhận được hàng, chắc chắn một điều là anh em nên yêu cầu cửa hàng đấy cho đồng kiểm với nhân viên bưu cục, nếu không cho đồng kiểm anh em không nên lấy nha. Như bên mình ship hàng mình sẽ cho anh em kiểm hàng thoải mái và ok thì anh em mới lấy hàng. Đấy là cách thức mình mua hàng online. Còn nếu mua trực tiếp thì cũng rất là đơn giản thôi, khi cầm máy trên tay thì rất là đơn giản thôi anh em nha. Thì Galaxy Note 9 bản Hàn Quốc bản 128GB thì thường sẽ có những cái màu như thế này anh em này. Đó là cái màu trắng, thì hiện tại mình đang hết màu trắng rồi, nhưng anh em cứ nhớ là nó có cái màu trắng sứ, màu trắng tinh ấy. Và tiếp đến là cái màu xám này, chứ là cái màu đây có thể là nhìn camera thì nó sẽ không rõ, như ở ngoài nó sẽ là màu hơi xám xám, rồi cũng có ánh xanh xanh. Đấy, thì hai cái màu trắng đến màu xám, và tiếp đó là màu tím như thế này, và cái màu đồng, nâu đồng như này nhá, và lại còn cái màu đen. Đó, thì ba siêu 9 bản 128 bao giờ cũng sẽ có những cái màu này. Bản Hàn Quốc ấy nào, đây là mình đang nói chuyện bản Hàn Quốc. Còn riêng bản 512GB sẽ có thêm một cái màu nữa là cái màu xanh như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng kiểm lại xem bao nhiêu màu nào. Màu trắng này bên ngoài này, màu này là màu 2 này, màu này là 3, màu này là 4, màu này là 5. 5 cái 128GB sẽ có màu này, và thêm cái 512GB sẽ có màu màu xanh như này và màu tím nhá. 512GB 128 không hề có cái màu xanh như này. Bản Hàn Quốc mình chưa bao giờ mình gặp cái màu xanh như này màu ở Hàn Quốc nhá. Đấy, bản 128 và chỉ có 512 thôi, anh em lưu ý như vậy. Nếu mà cái màu xanh như này mà bản 128 Hàn Quốc, chắc chắn là máy đã bị thay vỏ và anh em không nên lấy. Galaxy Note 9 nó chỉ có những cái màu như này thôi nha, và nó chỉ có dung lượng 128GB và 512GB nhá, không hề có dung lượng 64GB và 256GB. Anh em lưu ý với mình như vậy nhá. Và bây giờ chúng ta cùng soi nhá, cùng soi xem là như thế nào mới là chuẩn nhất. Thì mình nói lại, ở đây mình toàn là máy Hàn Quốc thôi, và cách xem mình cũng chỉ cho anh em cách xem máy Hàn Quốc, và những cái máy khác thì nó cũng sẽ có một phần tương tự và giống giống đấy. Nhưng mà có vấn đề gì thì anh em cứ comment nhá, thì mình sẽ chỉ cho anh em cách xem, bởi vì ngày trước mình cũng bán cả máy Mỹ và máy quốc tế rồi. Đấy, thì cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta hãy xem luôn vào mắt lưng lắp lưng. Anh em có thể nhìn thấy Galaxy Note 9 cái vân tay nó làm giờ như này không? Hình tượng giá bên ngoài nó rất là giống Note 8. Đây, mình có một chiếc Note 8 ở đây anh em này. Nhưng vân tay của Note 8 nó nằm ở đây, và Note 9 thì nó như này, nó khác này thôi. Cái đấy thì cũng đơn giản thôi anh em nhìn nhá. Anh em có thể nhìn thấy bản Hàn Quốc nó sẽ chỉ có chữ Samsung ở đây như bản quốc tế nhá. Như những chiếc bản quốc tế mà anh em mua máy chính hãng Việt Nam ấy đều có chỉ có chữ Samsung ở đây thôi. Đó. Và nếu mà là bản Mỹ thì sẽ có thêm một chữ là Galaxy Note 9 ở dưới này. Thực ra bản Mỹ nó hay có tên máy ở dưới này. Những cái bản của Nhật Bản nó sẽ không có chữ Samsung. Đấy, và khác nhau giữa bản của chính hãng Việt Nam và bản Hàn Quốc nó sẽ là như thế nào. Thì bao giờ 100% những sản phẩm của Samsung nó đều in email ở dưới này anh em nhá. Có một số nhà mạng ở các nước khác thì mình không rõ, nhưng mà ngày trước mình nhớ là một số nhà mạng nó sẽ không in số email mà sẽ in một cái số khác, nhưng cũng dịch ra số email được. Anh em có thể nhìn thấy bản Hàn Quốc không, bao giờ cũng sẽ có tên mã là N đằng sau, từ Galaxy S8 trở lên là như thế. Đấy, anh em có thể nhìn sản phẩm này có tên mã là SMN960N. Nếu mà bản Việt Nam mình nhớ không nhầm nó sẽ là FD anh em ạ, và nó sẽ nhiều ký tự hơn, nó không chỉ có một dòng như bản Hàn Quốc đâu nhá, mà nó sẽ có một số ký tự như là tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường các thứ ở dưới này, điện lực các thứ dưới này. Đấy, thì bản Hàn Quốc nó chỉ có một dòng như thế này thôi. Nếu anh em đi mua máy mà đằng sau lưng nó không có in email như thế này, ở đây là mình có một chiếc máy màu bạc, và nó nhìn rất là dễ, màu xám nhìn nó dễ. Đây là chiếc máy màu tím này, đều có hết anh em nhá, nhìn khó hơn một chút này. Màu đen cũng vậy, đều có số email đây. Và tất nhiên rồi, cái số email ở đây ý, là bao giờ nó sẽ trùng với ở trên máy nhá. Bao giờ nó sẽ trùng ở trên máy, không bao giờ là không trùng trên máy. Mình nói lại là chỉ có trùng trên máy mới là máy chuẩn thôi, lắp lưng chuẩn thôi anh em nhá. Nếu mà lắp lưng trơn tuột thì Samsung ở đây là lắp lưng đã được thay rồi. Những cái máy đấy anh em không nên lấy nhá. Những cái máy đấy anh em mua rẻ thích thì lấy thôi, không nên lấy. Và máy Hàn Quốc này nhìn lại là nữa này, bao giờ cũng sẽ là SMN960N nhá, và bên này cũng sẽ có ký tự của Hàn Quốc. Chúng ta có thể nhìn kỹ ở đây, ở trên camera của mình nó sẽ ghi hơi khó nhìn tí, anh em có thể nhìn này. Đấy, nó sẽ có ký tự của Hàn Quốc nhá. Máy Hàn Quốc bao giờ là như thế. Đấy là chúng ta sẽ xem sau lưng. Và anh em lưu ý một điều, mình đã gặp những sản phẩm hàng fake nó in chữ Samsung này. Anh em có thể nhìn kỹ nhé, chữ Samsung này nó sẽ đi theo màu của máy, chứ nó không phải là màu trắng nhé. Nó không phải màu trắng đâu nhá. Đây, cái màu riêng cái màu tím này thì mình thấy nó là màu bạc. Cái màu bạc này thì nó cũng là màu bạc, nhưng mà nó sẽ thiên thiên về cái màu máy một chút. Màu đen nó sẽ sẫm màu đen một chút này.
chứ nó không hẳn bạc hẳn nha. Cái màu xanh cũng vậy. Nếu trong trường hợp mà anh em nhìn thấy chiếc chữ Samsung này nó in ở bên trên, nó in ở bên trên cái kính chứ nó không phải in, cái này nó in ở bên dưới cái kính nhá. Còn nếu anh em thấy nó in ở trên cái kính thì thôi bỏ nhá, cái đấy không phải hàng xịn đâu. Cái đấy chắc chắn là hàng fake, mà chữ Samsung nó phải đẹp đúng cái logo chuẩn của Samsung này. Hiện tại logo của Samsung là như thế này. Đấy anh em có thể nhìn này. Đấy, đây cái này mình đã bóc tem ra thì anh em có thể thấy trơn tuột, bên dưới này nó sẽ dãy số in mây và bên trên này là chữ Samsung, nó đi theo cái màu máy nó không quá là trắng nhé, nó trắng tinh là có vấn đề, mà chỉ có cái màu tím này mình thấy nó hơi bạc bạc này, nó sẽ là bạc bạc anh em này. Đó, thì cái lưng kính của chiếc Galaxy Note 9 nó rất là bám vân tay đấy, thì mình sẽ phải dùng cái này, mình sẽ lau rất là nhiều, anh em có thể thấy nhá, Galaxy Note 9 này. Đây, tiếp đó là chúng ta sẽ xem cái lưng là ok rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng soi lên cái phần camera và phím vân tay. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. Camera vân tay, vì camera của chiếc Note 9, cái viền cam, cái lòng của kính camera nó sẽ đi theo màu của máy. Ở đây anh em có thể nhìn thấy này, đi theo màu máy, nó khác với con Note 8. Note 8 thì toàn bộ nó là màu đen, kể cả chiếc màu tím thì camera cũng sẽ là màu đen nhá. Viền của kính camera ấy, nó sẽ màu đen, còn những chiếc này nó sẽ đi theo màu máy này. Đây là màu xanh, đây là màu đen, đây là màu nâu đồng, và đây là màu tím, màu xanh và màu trắng nữa, nó đều là cái màu đó theo màu của máy luôn. Và anh em có thể soi thật kỹ nhé, anh em có thể soi thật kỹ xem bên trong này nó có bụi không, bởi vì những sản phẩm này là những sản phẩm chống nước, thế nên rất khó thể có bụi vào trong. Trường hợp có bụi vào trong là 8% nó bị tháo rồi anh em, 8% bị tháo ra, học hy hữu là anh em nào lại vui vui mở cái này ra và thổi vào trong xem áp suất như thế nào thì nó cũng có thể vào bụi vào được ấy. Anh em lưu ý là không nên thổi nhá. Cái đấy là vấn đề là mình đang xem về mặt đằng sau. Còn tiếp theo đó là chúng ta sẽ cùng xem về viền. Thì mình sẽ nhắc hai chiếc máy này lên. Anh em đi mua một chiếc máy hiện tại Note 9 bản line new, anh em nên chọn một chiếc máy viền thật xuất sắc. Thật là xuất sắc, và không nên bị cấn nhá, bị cấn bị móp thì không nên mua, bởi vì những chiếc bị cấn bị móp rất dễ bị vỡ lưng và dễ màn hình thì có thể là bị ép lại rồi và làm lại rồi. Anh em cứ nên chọn thật đẹp, và cái sơn của nó thật là mịn, không bị gai góc hay cảm giác như phun lại. Anh em có thể nhìn thấy những cái cạnh, có thể nhìn thấy những cái cạnh này, nó viền phay viền cắt này rất là đẹp. Nếu không có viền phay viền cắt thì đã bị phun lại rồi nha. Đấy, anh em có thể nhìn viền phay viền cắt bóng này, cái viền chiếc máy nào thì cũng thế thôi. Đây là một hai chiếc máy màu tím và một chiếc máy màu xám này. Còn đây là chiếc máy màu đồng, anh em có thể nhìn thế này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy viền phay đều bóng này, viền phay rất là sắc nét luôn. Nếu không có viền phay này thì bị sơn lại, đúng không anh em? Không viền phay bị sơn lại. Tiếp theo đó chúng ta có thể soi tiếp đến cái phần chân sạc. Thì mình cũng bao nhiêu lần mình nói với anh em rồi, nếu mà đi mua cũ anh em nên cảm thấy có vết sử dụng rồi, như những cái chân sạc này thì không nên nét quá nhé, nên hơi bụi bụi bên trong thì càng tốt, bởi vì đã bị sạc rồi đúng không? Bụi bên trong thì càng tốt. Và lưu ý một mình, cái viền của chân sạc này bao giờ nó sẽ có màu tương đồng với cái màu của hai viền anten này, anh em có thể thấy nhá. Và cái viền của lỗ cắm tai nghe 3.5 bao giờ cũng sẽ cái màu tương đồng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái màu xanh này. Đấy, cái viền của chân sạc này, viền của cả phần khu vực anten và viền của phím cắm này bao giờ cũng sẽ cái màu tương đồng. Đây nhá, màu bạc nhá. Đấy, anh có thể nhìn thấy không? Đấy, cái viền này, màu bạc này. Và tiếp đó cái màu tím này, anh em có thể viền của cái này. Nó sẽ có màu tương đồng và nó sẽ có vết sử dụng rồi là ok. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn lên tiếp vào các phím. Thì chiếc Galaxy Note 9 bên này nó sẽ là phím phím nguồn nhá. Chúng ta có thể like xong có chắc không, nó hơi ấy một tí thôi, chứ nếu mà không sọc nhá, nó hơi, bởi vì bảo sao nó là cái khu vực rời mà nút bấm mà. Đấy, nó bấm rất là chắc nhá. Bên này thì cũng thế, tất cả các phím bấm đều phải tương đồng với nhau, không có sự lệch lạc. Nếu mà phím bấm này mà nó lì, mà phím bấm này mà nó nảy thì thôi bỏ đi, bởi vì là những cái máy đấy nó dùng quá là nhiều rồi, hoặc là đã bị sửa chữa một phím nào đó rồi. Anh em lưu ý là sửa chữa thì nó đều mất nước hết. Đấy, thợ có giỏi đến mấy nữa thì có dán lại được áp suất, nhưng cả nhiều khả năng vẫn cứ không tin tưởng về vấn đề nước đâu anh em. Đó, anh em có thể ấn này, rất là chắc chắn đúng không? Tiếp nữa chúng ta có thể nhìn lên trên này nó sẽ có một cái lỗ của mic phụ, và đây là khay sim nó sẽ nằm ở trên này nhá. Anh em có thể nhìn thấy đây, khay sim đây. Đấy, cái màu hơi khác một tí để anh em có thể nhận biết được này. Đây, chiếc máy màu đen này đều khay sim ở trên này. Đấy, đều khay sim ở đây, anh em có thể nhìn thấy nhá. Đây, những cái viền mua cái máy line new như này đều phải rất là đẹp, không bị cấn móp. Mình lưu ý lại, không bị cấn móp như những chiếc máy của nhà mình này. Anh em có thể nhìn thấy là nhiều cái máy mình còn nguyên cái siêu xung quanh luôn, có nghĩa là đủ độ đẹp luôn. Nhiều cửa hàng bán thành trả bảo hành luôn, nhà mình không, đây mình nhập cũ thì mình bán cũ thôi. Đó là về cái viền, anh em có thể nhìn đấy, mình xem lại anh em này. Đó, tiếp nữa là anh em xem đến cái bút, cái này rất là quan trọng, bởi vì chiếc Galaxy Note nào nó cũng đều có bút, và những cái bút này
rất có thể là bị làm lại và có thể là bị thay cái phách. Quan trọng lắm anh em, bởi vì cái bút của Note 9 nó không như những bút của Note 8, nó có thêm cả cái tụ điện để anh em chụp ảnh từ xa điều khiển được máy nữa, đúng không? Đấy, thì mình sẽ nói luôn con phiên bản 52GB đặc rất là đặc biệt này nhá. Nó sẽ có một cái bút màu khác luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy bên dưới đều màu đồng màu mấy khay nhá. Bên dưới đồng màu mấy khay này. Đây cũng vậy này, đồng màu mấy cả viền này. Bút này đồng màu viền, nhưng khi rút cái bút của 52GB ra, đây là cái bút chính của máy 52GB. Bao giờ nó sẽ là màu vàng. Đấy, còn chiếc Note tím này, chiếc màu tím này, còn nếu là 52GB thì cái bút chính của nó là sẽ là màu xám nhá. Còn cái bút tặng theo, bởi vì là bản 52GB nó sẽ tặng theo hai bút thì nó sẽ màu đồng với máy. Nhưng anh em vớ được cái bút mà vẫn còn như thế này thì là ok. Còn nếu mà bản 128GB mà cái bút lệch lạc cái màu như này thì không phải đâu anh em nhá. Cái bút đấy không phải là theo máy rồi. Anh em tốt nhất là cứ chọn lấy bút theo máy. Đấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ rút hết cái bút ra cho anh em xem. Đây, màu xanh này. Đây là chiếc bút của màu đen này. Đây nhá. Bút của màu đen này. Bút của màu nâu đồng này. Bút của màu tím này. Nếu có bút của màu xám này. Đấy. Đấy, nếu mà là nhá, nếu là phiên bản 52GB màu màu tím ấy thì cái đầu này nó sẽ là màu tím như này, nhưng mà cái thân bên dưới nó sẽ là cái màu giống cái màu của cái này nhá. Đấy, anh em đi lưu ý như vậy. Nếu 128GB mà cái bút có hai cái màu lệch lạc thì không phải bút chuẩn của nó đâu. Thì anh em bỏ nhá. Còn nếu bản 52GB mà bút đồng màu như này thì cũng không sao. Bởi vì sao? Bởi vì là cái bút đây có thể là bút phụ, bởi vì là bản 52GB nó tặng theo hai bút anh em ạ. Đó, có một cái đặc điểm nữa anh em có thể nhìn thế này. Khi anh em rút cái bút ra và anh em nhìn lại nhá, mình sẽ cho anh em xem lại này. Đây, tắt đi nhá, tắt nguồn đi này. Tắt, không phải tắt nguồn, tắt màn hình đi, anh em rút cái bút ra nhá. Đây nhá, anh em có thể nhìn thấy cái màu nâu nó tóe lên này. Đó, nó là màu nâu đúng theo cái màu của máy luôn. Và tất nhiên rồi, cái ngoài bút nó sẽ là màu nâu luôn. Đấy, cái này nó sẽ là màu nâu nhá. Mình sẽ làm tùy các con khác nhau luôn cho anh em xem. Đây thì chiếc nốt màu tím này nó đã hết pin rồi, nhưng mà anh em cứ thử nó sẽ đồng màu. Đây, ở đây là chiếc màu đen này. Đây, thử chiếc màu đen nha. Đấy, nó sẽ là màu xám xám. Đây, viết ở đây là màu xám xám anh em này. Viết rất là mượt luôn. Đó, tiếp là có màu xanh như này nhá. Màu xanh này nó sẽ theo cái màu của cái bút luôn anh em xem. Đây. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Đấy, ngoài bút sẽ là màu vàng này. Đây, và cái màu xám nhá. Đó, đây anh em có thể thấy này. Đây, lần lại. Cái màu xám nhá. Anh em có thể thấy lên một cái màu xanh xám không? Đây, ngoài bút cũng như thế luôn. Đấy, đấy là những cái màu của chiếc bút nó sẽ đều là như vậy hết. Anh em lưu ý nhá, nó không bao giờ có màu khác. Nếu trong trường hợp anh em rút bút ra mà nó lại cái màu xanh này nó lại thành cái màu như thế này thì chắc chắn một điều đó là thay vỏ. Cái màu tím này nó lại cái màu như này thì là thay vỏ, nó phải đồng màu, rất là quan trọng. Còn tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem về màn hình nhá. Thì mình cũng nói ở cái lúc đầu ấy, anh em đi xem máy thì màn hình của Galaxy Note 9 xịn, nó rất là đen, nó rất là đen đen luôn. Đây mình lau lại chiếc máy này. Anh em có thể nhìn thấy nó đen không? Nó rất là đen nhá, và anh em lên soi nó có xước nhỏ nhỏ thì cũng không sao. Nhưng không nên bị vỡ hay không nên bị xước quá nhá. Đấy. Đó, anh em có thể lo kỹ này. Anh em có thể nhìn thấy màn hình rất là đẹp, rất là đen. Tiếp nữa không hề có một cái logo hay ký tự nào ở trên này. Và anh em nên soi kỹ khu vực camera nhá, không có bụi. Tiếp camera trước ấy. Và những cái bên cảm biến này đều nhá, bên này nó sẽ có một cái lỗ rất là nhỏ ở đây là cái đầu tiên, sau đó đến một cái cụm mà cái này nó sẽ là cái cảm biến bóng mắt ấy, là cái thứ hai, và tiếp đó là hai cảm biến mà một cái tròn gần tương đồng và bốn, và một cái tròn nhỏ đây, tức nhà nó sẽ có bốn cái lỗ tròn đây và anh em có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Đó thì bao giờ cũng là chuẩn nhá. Nếu ba lỗ thì không phải, nếu hai lỗ thì không phải, nếu không nhìn cái gì thì không phải, bao giờ cũng sẽ là như thế. Đều bằng mắt thường anh em nhìn thấy bốn cái tròn nhỏ ở đây đều là cái cụm cảm biến, và anh em có thể nhìn thấy, và đây là cái loa trong để anh em nghe gọi nhá. Thì anh em có loa này, anh em nhìn thấy cũ cũ một chút, và nó có cái màng màu đen, nó không phải là cái màng màu trắng, nó không phải cái màng màu đỏ, và nó sẽ không phải cái màu màu bạc,
và nó sẽ phải là cái màu đen đi cùng cái màu của máy. Và nhân tiện đây thì chúng ta sẽ dùng một cái chọc sim nhá, và chúng ta sẽ chọc cái khay sim ra. Mục đích này thì để xem cái quỷ tím nó còn hay không và nó có bị đổi màu hay không anh em nhé. Tại vì cái máy này có khả năng chống nước nên rất là nguy hiểm trong trường hợp quỷ tím nó sẽ bị đổi màu. Thì anh em có thể nhìn ở bên dưới khu vực này này. Bên dưới khu vực này nó sẽ có một cái quỷ mà nó màu trắng, có những dấu cộng cộng màu tím ấy. Thì cái quỷ đấy nếu mà nó có màu đỏ thì nó đã bị dính nước rồi, anh em không nên lấy. Hoặc là nếu không có anh em cũng không lấy luôn, bởi vì nó đã bị dựng vào bị bóc rồi. Thế nên anh em cứ xem cái này có là ok nhá. Anh em có thể soi kỹ các viền này, xem có những cái vết nào mà cái màu khác hay không. Nếu có vết màu khác thì bỏ luôn, bởi vì những cái đấy có thể là người ta bắt ốc vào nó bị hỏng rồi. Nên anh em có thể soi kỹ các viền này nhá. Và cái cuối cùng là khi xem ngoài hình thức ấy, là anh em xem kỹ những cái viền này, xem có cái keo nào không, cái viền này xem có bị lòi cái keo nào không. Nếu trong trường hợp người ta vệ sinh máy mà nó có dính cái cana thì không sao, bởi vì anh em lấy cái tay anh em lau là hết. Nhưng nếu trường hợp anh em cứ kéo đi kéo lại, di đi di lại mà nó là cái keo ấy, hoặc là nó một cái dấu của cái tem nào đó ấy, thì bỏ luôn, bởi vì những cái máy đấy người ta đã đóng lại màn hình hoặc người ta đã dán bằng keo rồi. Những cái viền này như vậy, viền sau lưng này như vậy, rất là quan trọng nha, anh em xem luôn có hay không. Đó là xem qua về hình thức. Mình sẽ để gọn những chiếc bút của chúng ta vào đây, chút nữa chúng ta sẽ xem vào bên trong. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem về phần mềm bên trong của máy và so sánh với cả bên ngoài, và cùng kiểm tra xem là cái máy đấy nó xuất xứ sẽ là như thế nào được, bởi vì mỗi nhà mạng bán nó sẽ đi kèm với cả phần mềm theo máy. Và mình cũng nên khuyên với anh em một cái là anh em nên mua những chiếc máy chưa bị can thiệp phần mềm nhé. Thì ở Hàn Quốc ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có ba nhà mạng rất là lớn, đó là SK Telecom, là LG U cộng và Korea Telecom, cũng giống như Việt Nam mình có Viettel này, hay là Vinaphone hay Mobifone ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động máy để xem chiếc máy là của nhà mạng nào nhá. Chúng ta phải nhìn ngay, đây là của nhà mạng LG U cộng này. Nhiều anh em nhìn thấy logo LG hốt lắm, vì sao? Máy Samsung này có logo LG. Thì đây đó là nhà mạng LG U cộng nhá, của LG anh em nhá, của hãng LG. Và nó cũng có cái nhà mạng, nó cũng ra cái nhà mạng là như thế. Đây là của nhà xem chiếc máy này như thế nào. Đây là của nhà mạng SK Telecom anh em này. Đó, anh em có thể khởi động nhá. Đây là của nhà mạng Korea Telecom. Đây thì ba nhà mạng nó sẽ là ba cái logo như thế. Galaxy Note 9 hoàn toàn nó phải như thế nhá. Nếu mà hiện của Hàn Quốc mà là hiển thị logo của Samsung ấy thì máy nó đã bị can thiệp phần mềm rồi. Thì cái Note 9 này nó không có cái chế độ vào download mode giống như những chiếc máy Note 8 đổ lại, là anh em nhỏ tiếng beat by và nguồn, mà phải vào bằng cách là nhỏ tiếng beat by và cắm cáp vào. Thế nên nó hơi phức tạp tí và liên quan đến máy tính nữa. Thế nên mình sẽ hướng dẫn anh em một cách đơn giản hơn. Đấy thì máy Hàn chưa bị can thiệp phần mềm, nó cũng đơn giản thôi. Anh em thấy có logo nhà mạng hiện lên và anh em vào bên trong này, nó có những cái ứng dụng của nhà mạng này, U cộng này. Đó thì mình cũng nói lại là mình sẽ khuyên anh em lấy cái máy còn nguyên bản nhé, bởi vì những máy còn nguyên bản chưa có phần mềm sẽ nó còn nhiều, rất là nhiều chức năng, ví dụ như Knock hoặc là một số chức năng mà nó bị lên hai sim nó sẽ phải rốt và sẽ không dùng được. Ví dụ như anh em nhiều khi anh em dùng cái tài khoản ngân hàng ấy, ở Việt Nam mình nếu mà máy phát hiện ra rốt và đã can thiệp phần mềm nó sẽ không dùng được, như mình đang dùng Note 8 chạy hai sim mà đã không dùng được một số phần mềm của ngân hàng. Đó thì bây giờ như chiếc máy 52 này nó đã khởi động xong. Thì anh em sẽ, việc đầu tiên anh em sẽ kiểm tra luôn số email đi, ấn vào cái phần gọi điện này. Anh em bấm cho mình tổ phím là 6 thăng 06 thăng, máy điện thoại nào cũng thế thôi. Đó thì nó sẽ hiển thị cái email ở đây và anh em là sau lưng lên. Anh em xem lại cái số email mà vừa rồi mình chỉ anh em ấy. Nó trùng là ok nhá, cái này nó trùng là ok. Còn quan trọng nó Samsung nó có một cái như này để anh em có thể test được, anh em xác minh được 80% nó chưa bị can thiệp. Đó là cái chế độ test áp suất, anh em ấn là 6 thăng 06 thăng. Thì ở trong cái chế độ test này của Samsung nó cũng có rất nhiều cách test rất là hay, ví dụ như là test màn hình ở phần màn hình màu đỏ này, màn hình màu xanh này. Đó thì ở cái này anh em có thể nhìn kỹ xem là nó có điểm chết hay không. Những cái này thì mình sẽ không cần chỉ anh em nữa, bởi vì những cái này nó quá là bình thường rồi. Đấy, có camera này, có rung này, có cảm ứng, có các thứ. Nhưng cái quan trọng nhất là anh em mình sẽ vào phần sensor để test cảm biến áp suất nhá. Cả biến áp suất thì anh em nhìn cái phần này này. Đây cái phần này là anh em nhìn cái phần số 1007.0. Thì bây giờ là test áp suất bằng cách là anh em cứ giữ tay màn hình nhá. Giữ hai ngón tay màn hình và có lực một chút. Đó, anh em có thể nhìn lên 8 không? Đấy, nếu trong trường hợp mà không áp suất thì nó sẽ không nhảy lên một cái gì cả. Cái số đằng sau nó nhảy cái là việc của nó. Và cái quan trọng nhất là số trước số phẩy này, trước dấu chấm này mà nó không nhảy là có vấn đề. Ở đây mình tháo khai sim ra nhá, anh em nhìn nhá. Ấn mạnh bằng rời, ấn mạnh bằng rời nữa thì không bao giờ nó nhảy luôn. Đấy, ấn mạnh bằng rời nữa không nhảy đâu, ấn vào này là nó nhảy này.
Đấy, nó nhảy lên 8 này thì áp suất cái này còn nguyên. Áp suất còn nguyên là anh em có thể khẳng định 80% nó chưa bị can thiệp, bởi vì là nhiều thợ người ta vẫn có thể làm áp suất được. Thế là mình chỉ nói là 80% thôi. Đấy, thế bây giờ chúng ta cũng thế nên là việc đầu tiên chúng ta mở máy cứ vào cái áp suất đã rồi mới tiếp tục đến cái tiếp theo. Đấy thì là chiếc máy này ấy thì anh em sẽ vào cho phần cài đặt nhá. Vào phần cài đặt này thì ở trên này ấy, nó có một ứng dụng của nhà Hàn Quốc này đúng không? Đấy, nó có một ứng dụng riêng của nhà mạng này. Máy nhà mạng khác nó sẽ khác một chút. Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống phần dưới cùng, phần thông tin máy này. Thì ở đây chúng ta sẽ xem được số series, số email lại lần sau và tên kiểu máy đây. Nó sẽ chọn như này là chưa bị can thiệp phần mềm này. Cái phần mềm nó chỉ đóng góp ở cái vai trò là chưa bị can thiệp phần mềm thôi. Và mình cũng lại mình lại khuyên anh em lấy cái máy chưa bị can thiệp phần mềm. Còn nếu anh em muốn lên hai sim, anh em có thể yêu cầu cửa hàng lên cho sau. Đó. Nhưng cái tiếp theo quan trọng nhất thì anh em mua, khi anh em mua một chiếc Galaxy Note 9 đó là về chiếc bút, đúng không anh em? Vừa giờ mình cũng hướng dẫn anh em qua test qua chiếc bút đấy. Nhưng chiếc Note 9 nó có một cái rất là hay, đó là chụp ảnh hoặc điều khiển từ xa bằng bút. Nó có chế độ Bluetooth để anh em có thể dùng điều khiển xa bằng bút nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Anh em có thể nhìn thấy phần tính năng nâng cao được không? Đó, anh em vào đây. Thì ở cái phần này nó có cái phần S Pen, anh em vào đây nhá. Vào S Pen và ấn vào phần điều khiển từ xa. Đó, thì anh em có thể nhìn thấy nhấn giữ nút của bút để mở máy ảnh. Thì mình sẽ giữ xem nào. Đấy, thì ở đây nó báo là ngắt kết nối bởi vì chúng ta rút bút ra quá là lâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đút bút ở đây, nhưng đây là bút của chiếc Note 9 512 nhưng mình bỏ ra riêng nhá, mình không quan tâm, mình thử đút một chiếc bút xa khác xem thế nào. Đây, mình thử đút một chiếc bút này vào. Ok này. Đấy, nó đang nhận kết nối nha. Anh em có thể nhìn thấy nó báo là không thể kết nối được không? Rất đơn giản thôi, chiếc bút này không phải là chiếc bút của nó anh em ạ. Đấy. Thì chúng ta rút ra. Chúng ta đút lại này. Đấy nhá. Back lại nhá. Đấy, chờ nó kết nối xem nào. Đấy, nó lại báo không kết nối được, nhưng chúng ta rút ra nhá. Rút ra này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phím bắt đầu này. Gắn S Pen, nó hướng dẫn anh em để kết nối bút nhá. Chúng ta sẽ gắn S Pen vào điện thoại này. Này. Ok. Đó, cho nó kết nối này. Quá trình có thể mất một lúc anh em nhé. Cái này để xác minh là cái bút là bút xịn. Chúng ta có thể kết nối một chiếc bút của chiếc máy khác vào cũng có thể được. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta vẫn cứ test cái bút mà lúc mà chúng ta đi xem máy người ta có cắm đúng cái bút của nó vào hay không. Bởi vì là bút của Note 8 thì nó bé hơn bút Note 9 một tí và nó hoàn toàn có thể cắm được vào chiếc máy Note 9 như bình thường nhé anh em. Đây, mình sẽ lấy cho anh em xem, đây là một chiếc máy Note 8 này. Đây, anh em này. Note 8 này mình sẽ rút chiếc bút của Note 8 ra. Đây là một chiếc bút màu đen. Đấy, nó chỉ hơi khác một tí so với chiếc bút Note 9 thôi. Đây, em để nhìn thế này. Đấy, cái màu này nó không đen như bút Note 9 nhá. Nhưng có thể cắm vào được này, cắm hoàn toàn vừa luôn. Đó, anh em để nhìn thấy không? Cắm hoàn toàn vừa luôn. Đấy. Mình bỏ cái này sang một bên. Cái này đã kết nối được rồi. Ok, kết nối rồi anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ rút cái bút ra lại này. Mình bật lại chế độ điều khiển này. Nó đã báo pin của chiếc bút này là 100% nhá. Thì cái này nó không phải là bút, nó có không phải là pin, nó có một cái tụ tích ở trên này, nó sạc chỉ trong vòng 40 giây nó đầy thôi. Thì anh em có thể nhìn thấy mở máy, ấn nút mở máy này. Chúng ta sẽ giữ thử nút này xem thế nào. Ok, chúng ta có thể thấy là nó đã kết nối được và điều khiển được máy vào chế độ chụp ảnh. Thì ở đây nó báo là máy Hàn Quốc và máy Nhật Bản, nó sẽ có tiếng âm lượng nhá. Thì máy Hàn Quốc và máy Nhật Bản, Samsung hay là tất cả các máy điện thoại khác nếu trong trường hợp mà để rong góc thì bao giờ sẽ có tiếng chụp ảnh và sẽ không tắt được anh em ạ. Đây, mình ấn thử nút chụp ảnh này. Anh em nhìn nhá. Đó, ấn chụp ảnh hoặc quay bằng phím này đúng không? Đấy, anh em thấy chụp ảnh không? Vậy chiếc bút này nó điều khiển được chiếc máy là bình thường và đây là chiếc bút chuẩn. Và anh em cứ yên tâm một điều là bút chuẩn thì tiếp theo đến những cái khác cũng khá là khả quan, bởi vì là bút này cũng sẽ bị thay nhiều. Đó, quan trọng của Note là cái bút mà. Đấy, mình nhìn lại này, chụp ảnh được đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ thử lấy chiếc bút của chiếc Note 8 ra xem thế nào nhá. Đây, mình sẽ thử với chiếc máy này xem nào. Đấy, chiếc máy kia thì mình kết nối rồi. Đây, mình bỏ ra này. Bỏ ra nhá. Đây, mình sẽ cài đặt vào phần điều khiển. Tắt ra đi. Oh, ok nhá, nó yêu cầu mình gắn kết nối để gắn bút vào kết nối này. Đó. Nó đang hiện thấy kết nối. Tất nhiên là như bây giờ nó sẽ không kết nối được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ rút ra này.
Nó sẽ không báo gì cả, nó sẽ không báo anh em kết nối một chiếc bút mới như một chiếc bút Note 9 xịn vừa giờ. Thì chiếc bút Note 8 có thể nó lắp nhầm vào là chuyện bình thường, và những chiếc máy mà đã bị lắp nhầm bút thì tốt nhất là anh em không nên lấy nha, bỏ luôn, không lấy làm cái gì cả, bởi vì bây giờ mình đòi cái bút xịn mà, nó phải có bút xịn thì mới ok. Vấn đề xem nó cũng đơn giản như vậy thôi. Thì Samsung mà nó có hay có một cái phần mềm mà anh em hay xem, để thứ nhất là anh em xem được cấu hình chuẩn, thứ hai là anh em để nhận biết được máy Nhật, máy Hàn hay là máy Mỹ. Samsung thì nó chỉ có hai cái phiên bản sử dụng CPU, đó là phiên bản của quốc tế, phiên bản của tất cả các nước khác trừ Nhật và Mỹ, nó sẽ dùng chip Exynos. Chính vì vậy thì anh em có thể cài cho mình cái phần mềm AnTuTu nhé. Phần mềm AnTuTu nó có ngay ở trên CH Play ấy. Chúng ta sẽ đăng nhập vào đây. Ok, khi đăng nhập xong nhá thì chúng ta sẽ vào tìm phần mềm AnTuTu này. Đây, anh em cài phần mềm này vào. Thì rất nhiều anh em đi xem Samsung là cũng hay cài cái phần mềm là phần mềm Phone Info. Phone Info của Samsung như này này. Đó, trên máy này thì mình đã cài sẵn, mình cũng ấn cập nhật đấy nhá. Đây, thì chút nữa này mình sẽ nói về cái ưu điểm của phần mềm Phone Info và cái nhược điểm nào anh em nên tin hay không vào cái phần mềm này, bởi vì cái phần mềm này nó rất nhiều vấn đề. Mình thì mình chỉ hay xem cấu hình bằng cái phần mềm AnTuTu Benchmark thôi. Và phần mềm này có thể đo được hiệu năng của máy đấy. Thì rất là nhiều anh em biết phần mềm này luôn. Thì tốt nhất là anh em cứ cài vào máy. Cài vào máy để làm gì nào? Đấy, chút nữa mình sẽ đầy đủ cho anh em xem. Ok, khi nó cài xong nhá. Khi cài xong anh em mở lên này, mình sẽ nói luôn cho anh em. Mở lên nhá. Ok, cho phép đi. Cho phép. Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy không? Chúng ta có thể nhìn thấy cài đặt và chạy thử. Cái này mình bỏ qua nhá. Mình có thể nhìn thấy là Samsung Galaxy Note 9 này. Mình vào luôn cái phần là thiết bị của tôi nhá. Thì ở đây nó sẽ có một cái thông tin cơ bản là nhãn hiệu là Samsung này. Và mẫu là Galaxy Note 9 SMN950-60N. Hàn Quốc là ok đúng không anh em? Thiết bị thì nó viết là, mình không biết cái này là cái gì. Bảng mạch nó là 9810, nghĩa là Exynos 9810, phần cứng Exynos 9810 này. Android này. Kiểu CPU là Exynos 9810 thì nó là máy quốc tế, máy Hàn Quốc hoặc máy tất cả máy khác, không phải là máy Nhật và Mỹ. Bởi vì máy Nhật và máy Mỹ nó sở hữu chip Snapdragon 845 anh em nhé. Snapdragon 845 nó là Mỹ. Còn nếu nó hiện là MTK hoặc là MediaTek gì đó thì chắc chắn 100% đó là máy Trung Quốc anh em nhé, máy là máy nhái. Không phải Samsung của Trung Quốc mà là nhái luôn, nhái hàng fake luôn. Đó, anh em có thể nhìn qua phần cứng này. Đó thì sản phẩm mà anh em lưu ý này. Note 9 thì có hai cái bản, đó là bản 128 và bản 512 vừa giờ mình có nói đấy. Thì RAM của bản 128 bao giờ cũng là 6GB anh nhá. Ở đây em có nhìn thấy thông số của bản 5620, đó là 6GB. Phần bộ ở trong là 122, có là 128GB ấy. Còn đây là mình có một phiên bản là 512GB. Thì 512GB bao giờ RAM của nó cũng sẽ là 8GB. Đó, bản 512GB rất là cao cấp luôn, đó là RAM 8GB, chúng ta có thể vào phần bộ nhớ này. Đó, và nó kiểm tra anh em có thể nhìn thấy không? Đây là RAM 8GB nhá. Thì rất là nhiều anh em hay cài cái phần mềm như này. Vừa giờ mình cũng nói đấy, đó là phần mềm Phone Info. Thì bây giờ mình sẽ bật phần mềm Phone Info cho anh em xem. Phần mềm này cũng khá là hay, mình thấy là khá là hay bởi vì nó đọc rất là nhiều thông tin luôn. Thì phần mềm nó dựa vào cái dữ liệu của email, dựa vào cái dữ liệu của phần cứng để nó đọc ra thông số. Thì ở trên này nó hiện Samsung nhỉ. Đó, nước phát triển là nước sản xuất là Hàn Quốc, là ngày xuất xưởng, các thứ rất là hay, anh em đều rất là thích bởi vì nó hiện rất là đầy đủ chi tiết luôn. Thậm chí nó hiện được cả số lần sạc, số lần rút bút nếu trong trường hợp máy rốt đấy, cũng CPU, cũng màn hình, cũng cấu hình, có thứ trước sau như thế nào đấy, cũng email và CPU ngày kích hoạt luôn. Đó, anh em có thể nhìn không đấy. Và có một cái anh em rất hay vào, đó là phần kiểm tra tân trang, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào thử xem nào. Đó, thì ở cái máy này nó sẽ là xin chúc mừng máy điện thoại của bạn là nguyên bản, nhưng có một số máy nó sẽ báo là điện thoại này có vẻ như không đúng khi mà số serial number và số email lệch nhau. Bởi vì một máy nó bao giờ có phần cứng là số serial number và số email lệch nhau. Nhưng mình phải nói thật với các bạn, làm được việc này rất là khó. Một số kỹ sư rất là giỏi hoặc là một số Samsung mới làm được, một số người của Samsung mới làm được, mà một số bộ phận Samsung làm được. Thì những cái máy đấy là sẽ là những máy như nào? Chính những cái máy đấy rất là tốt nhá, cũng không phải là thua kém gì so với những cái máy như thế này đâu nhá. Những cái máy mà nó báo là có vẻ như tân trang, sai số serial number và số email này, có thể là một trong những trường hợp này, đó là có thể là một số máy là hàng refurbished. Có nghĩa là hàng được Samsung sản xuất lại và bán ra. Trong trường hợp mà Samsung sản xuất ra và nó không qua được phần test ấy, nó bị lỗi gì đó, thì Samsung là sản xuất lại những chiếc máy đấy và bán ra. Giống như trường hợp máy CPO của
iPhone ấy, thì bây giờ nó gọi là Revolut, hoặc là máy trả bảo hành. Thì những trường hợp đấy anh em kiểm tra tân trang nó sẽ không đúng. Nhưng những chiếc máy đấy còn ngon hơn gấp vạn lần những chiếc máy mà có cái main như thế này, nhưng thay sang một cái vỏ khác cũng cùng màu tương tự và được mông má lại bởi Trung Quốc, bởi những cái người mà không có chứng chỉ của Samsung. Thì những cái máy đấy nó vẫn báo là chưa bị tân trang, đúng không anh em? Bây giờ đơn giản này thôi, anh em là vỡ kính nhà anh em đi thay kính, thì cái phần mềm này nó không bao giờ nó báo là cho anh em là máy đã bị thay kính, không bao giờ luôn. Nhưng nếu mà Samsung người ta tự làm, người ta làm phần mềm nó sai thì phần mềm nó báo được. Thế nên là anh em tin cái phần mềm này là một phần thôi nhá. Ok, nếu trong trường hợp anh em test và kiểm tra tân trang này cũng tin đi, nhưng mà nhớ trường hợp máy của anh em đấy là thay viền hay là thay vỏ thì sao, thì làm sao máy này nó báo được? Nhưng mà trường hợp mà nó báo là máy này có vẻ bị cái sự can thiệp nào kia, anh em lại không tin tưởng. Nó thật với anh em, như phần mềm nó sao báo được phần cứng đâu. Thế nên là cái phần mềm này anh em chỉ mang tính tham khảo một chút thôi nhá. Ở bên mình cũng rất, nói thật là bên mình cũng rất ít những sản phẩm nào nó báo không còn tân trang, không còn nguyên bản như thế. Nhưng mình cũng nói là anh em không nên tin cái này. Đó, thì mình chỉ cần cài cái phần mềm nó đi lại, thì mình chỉ cần cài cái phần mềm AnTuTu này thôi, để mà mình xem chip của nó có đúng là chip Exynos hay không. 100% những sản phẩm sử dụng chip Exynos là những sản phẩm Samsung chuẩn nhé, bởi vì chip Exynos là do Samsung sản xuất ra. Còn nếu những sản phẩm sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 845 thì là lốt 9 của Nhật Bản hoặc lốt 9 của Mỹ. Nếu trong trường hợp đấy mà nó có cái vỏ như này hay phần mềm nó báo là Samsung của bản chính hãng Việt Nam thì anh em không nên lấy, bởi vì những cái máy đấy là những cái máy dựng từ máy main của Mỹ hoặc main của Nhật. Còn nếu mà là Exynos này của Hàn Quốc với lại là vỏ Hàn Quốc hay vỏ của Việt Nam thì ok nhé. Còn nếu mà là MediaTek hoặc là một cái chip nào rời ơ đơn hỡi nào đó thì anh em cứ yên tâm, nó là không phải là máy chuẩn, nó là máy fake, và những cái máy đấy anh em bỏ qua luôn. Thì cũng đơn giản này thôi. Thì cũng đơn giản vậy thôi, mình hướng dẫn anh em cũng rất là nhanh, 10 phút anh em có thể xem được một chiếc máy chuẩn rồi. Còn ngoài ra cũng phải dựa vào cái uy tín của cửa hàng đấy. Nếu trường hợp anh em mua một chiếc máy chuẩn, máy zin, nhưng mà cửa hàng đấy nó bảo hành không ra làm sao, chẳng may bị lỗi, nó đùn đẩy trách nhiệm, thì anh em cũng rất là mất tiền, mất công, mất sức và cũng không mang tới sự yên tâm. Kể cả nó có bán máy dựng nhưng nó bảo hành tốt thì cũng là tốt hơn những cái cửa hàng bán máy zin nhưng lại không bảo hành tốt. Ở đây thì mình chỉ nói vậy thôi, còn bên mình thì chắc chắn là một điều lại mình sẽ bảo hành rất là tốt cho anh em. Mà bên mình trở hành chỉ có chế độ bảo hành là 1-1 thôi, có nghĩa là lỗi mình sẽ đổi cho một khác từ 1 tháng đến 7 tháng anh em nhé, cứ lỗi là mình sẽ đổi cho một khác. Và bán hàng online mình cũng thế, bán hàng online mình rất tiện, anh em có để lại số điện thoại ở đây, bên mình sẽ liên hệ cho anh em và hỏi anh em một số thông tin, và nếu anh em chốt đơn thì mình sẽ gửi cho anh em, và không phải là cọc nhận được máy, check ok các thứ thì anh em mới phải phải trả tiền nhé. Trong trường hợp anh em trả tiền xong rồi mà dùng anh em không ưng, anh em cảm thấy không thích, trong vòng 7 ngày đầu anh em có quyền anh em đổi thoải mái cho mình sẽ gửi cho anh em một con khác ngay đó. Thì anh em xem clip mà thấy hay thì anh em cứ chia sẻ giúp mình, còn nếu mà anh em cảm thấy thiếu sót anh em comment để mình bổ sung thêm. Mình bổ sung thêm, anh em cứ subscribe kênh YouTube để mà theo dõi những clip tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em.